Chào các bạn nha. Rồi heo đơn Việt Nam này. Mình xem cái cây của nó này, dài chưa? Đó. Đó là heo Việt nha. Heo cây dài mà dựng không nổi luôn các bạn. Con này mình mới tách con nha. Mới tách con nha. Đang muốn chịu đựng các bạn. Heo Việt thì kỳ nó dài. Nó dài cân lắm. Con này kỳ nó dài phải 20 phân á. Nó dài mình không dừng hết lên nổi luôn rồi. Đây cũng đực ra này các bạn. Đực cũng là Tây Nguyên mình luôn á. Em lấy đây nha. Này heo mình thì mình nuôi cỡ tầm heo mẹ từ lúc đẻ nuôi cỡ tầm một tháng đến tháng rưỡi là tách mẹ rồi các bạn. Bằng tách đỡ con mẹ nó chịu được nha. Thì các bạn nuôi vậy thì một năm nắm được hai lứa. Chứ các bạn để nuôi lâu quá nó giam thời gian con mẹ. Đang dụ, được đang dụ mẹ. Chưa được dụ nhưng mà chưa được. Nay con này chắc mai đi, mai mốt là chưa được rồi. Đực mà nó theo như vậy chắc mai mốt là chịu được. Đang hai con này mình mới tách mẹ luôn. Giờ đực nó đang ghê các bạn ha. Chưa cho chỉ khả năng ngày mai mốt là mày cho. Và thấy được có theo dụ không? Như tán gái các bạn, tán mấy ngày mới đổ. Cái này có khi là mai, trong ngày mai là chắc là chiều rồi. Hai con luôn. Đây là heo đực tán gái nha. Cách hiểu được người ta gái rồi. Rồi chào các bạn clip này nha. Mình tưởng nó chịu được mình nhảy xem quay mà chưa chịu. Rồi chào các bạn.